lần đầu tiên mà Mai qua Canada nên cũng khá là hào hứng ha mọi người ha. Cũng không biết là Canada nhìn như thế nào, mà Mai bữa ở bên cái bờ của Mỹ thì Mai thấy là rất là nhiều nhà hàng phở bên Canada ngon, hay lần này phải qua ăn phở thử coi như thế nào ha. Đó, đây là cái cửa khẩu hải quan của Canada nè. Đây là hai bên là hai lá phong, đó là biểu tượng của nước Canada ha. Hello, xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay gia đình Mai sẽ có một cái kỳ nghỉ mới ở thác Niagara Falls. Thì chắc là mọi người cũng đã từng nghe qua cái địa danh này rồi. Thì đây là một cái con thác rất là nổi tiếng về sự xinh đẹp và hùng vĩ của nó. Nó là cái ranh giới tự nhiên ngăn đôi giữa hai nước Mỹ và Canada. Thì cách đây 2 năm thì gia đình Mai cũng đã đi nghỉ ở thác Niagara Falls này rồi. Tuy nhiên do thời điểm đó là ngay lúc Covid đang bùng phát dữ dội, cho nên là mình cái bờ biên giới Canada đã đóng cửa, gia đình mình chỉ có thể ngắm ở cái phía bên bờ của Mỹ. Tuy nhiên thì các cô chú anh chị cũng biết thì theo như những người mà đã đến thác Niagara Falls này rồi thì mọi người đều nói là cái bờ bên phía Canada đẹp hơn. Thì lần này gia đình Mai sẽ quyết định đi nghỉ ở bờ Canada để xem được trực diện cái thác Niagara Falls này và xem thử cái thác Niagara Falls này nó đẹp đến mức độ nào ha. Thì xin mời các cô chú anh chị và các bạn theo chân gia đình Mai đi đến thác Niagara Falls để chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của con thác này ngày hôm nay ha. Xin mời cả nhà mình. Đây thì gia đình Mai đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý hết rồi. Đó thì có mang theo cái drone này để trong trường hợp là mình quay được từ trên cao quay xuống nhìn rất là đẹp ha. Đó thì hành lý của ông xã nè, của ba mẹ con Mai thì đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Chuyến đi lần này thì sẽ không có bà nội, bởi vì bà nội là do là cái passport của bà nội bị hết hạn rồi mà không có làm kịp á. Bây giờ là Covid nên cái gì cũng khó khăn và tốn thời gian là phải lấy hẹn mới được. Do đó là chuyến đi này là bà nội sẽ không có mặt, mà bà nội sẽ ở nhà với lại con của ông xã Mai. Mấy bé sẽ về đây để chăm sóc cho bà nội ha. Mới đầu thì tưởng là mẹ chồng Mai sẽ đi chung với cả gia đình được, bởi vì mới đầu là nghĩ là cái hộ chiếu mình sẽ renew kịp á mọi người. Tuy nhiên thì khi mà mình liên hệ lấy lại bên cái sở di trú thì họ nói là không có renew kịp, họ bắt buộc mình phải lấy hẹn. Và cái hẹn sớm nhất đó là hẹn sớm nhất là sau cái kỳ nghỉ này của gia đình Mai 2 ngày. Cho đó thì chuyến đi này là bà nội tạm thời không có mặt. Thì hy vọng hẹn đi chung với bà nội những cái chuyến đi sau ha. Bây giờ thì ông xã Mai đang chuẩn bị khiêng hết hành lý lên trên xe nè. Người đàn ông duy nhất trong gia đình nên thành ra khổ vậy đó. Thế này. You are the only man in the family, so you are the most handsome man in the family too. Oh, thank you. Mày nói với ông xã là ông xã là người đàn ông đẹp nhất trong gia đình, tại vì là người duy nhất trong gia đình nên thành ra là phải khổ vậy thôi. Ông xã Mai cười. Thì Mai cũng nói là có passport, ông xã hỏi là có mang passport, có mang thẻ chích ngừa hết chưa, tại vì mình qua Canada là mình phải có thẻ chích ngừa mọi người nha, và mang cả green card của mình nữa. Đây bây giờ thì Mai sẽ đưa hết những cái passport với cái green card với lại cái thẻ chích ngừa cho ông xã để tập trung vô một người giữ luôn. Mất công ông xã mình không bao giờ tin tưởng mình là, tại mình hay quên đồ lắm nên ông xã mình lúc nào cũng phải kiểm tra kỹ càng. Đây, bây giờ ông xã Mai tạm biệt mẹ xong rồi đó, tại má chồng Mai là đang ở trong bathroom, tại hôm qua là bà uống rượu hơi nhiều. Người lớn tuổi ở Mỹ này cũng rất là thích uống rượu wine mọi người. Thế này. Đây, bây giờ cả gia đình Mai đã lên xe rồi, chuẩn bị lên đường thôi mọi người. Này, Gafo là thẳng tiến nha. Trời đẹp không mọi người ơi, quá trời đẹp luôn ha. Thì gia đình Mai sẽ đi cái đường này đa số là những cái đường local trước, sau đó một chút xíu nữa thì mình sẽ ra đường highway ha. Từ đây tới thác Niagara Falls ở Canada thì chắc khoảng 7 tiếng á. Khoảng đường chạy cũng khá là xa mọi người ha. Đây bây giờ gia đình Mai bắt đầu đi ra tới highway rồi mọi người ha. Mà mình sẽ đi thẳng con đường highway này cho tới đoạn cuối cùng luôn. Đến 6-7 tiếng đồng hồ sau luôn mọi người ha. Thì cái GPS này báo là nhà mình sẽ tới cái đó vào lúc 6 giờ tối, 6 giờ bao nhiêu phút tối á. 6 giờ 11 phút tối. Hy vọng là mình sẽ tới sớm hơn, mà thường thì Mai nghĩ là GPS nó chỉ là mình không đi sớm hơn đâu, mình tới trễ hơn thì có đó. Trời nắng đẹp quá mọi người ha. Wow, đẹp không mọi người. Hai bên là hai cái vách núi ha. Mình là con đường hai quầy đi giữa hai vách núi như vậy đó. Đi xuống dưới một cái ngọn đồi rất là đẹp ha. Ở bên Mỹ này thì có nhiều đoạn đường cao tốc rất là đẹp luôn á. Mai thì rất là thích đi xuyên bang như vậy, bởi vì mới thấy cảnh đẹp, mới thích lắm. Cái trước mình là một cái đường hầm ha, đi hai tunnel. Đằng trước mà đi Massachusetts cũng đi qua đây, hay đi Boston cũng qua đây. Đẹp mọi người không? Quá trời đẹp luôn.
tay bị ù tay mọi người. Tại vì mình đi lên núi á, xong rồi mình cái độ cao nó thay đổi á. Bởi vì Mai rất là thích đi road trip ở bên Mỹ ha. Đi du lịch bằng xe đi qua những cái tiểu bang rất là đẹp luôn. Xã Mai đang chạy 150 km/h mọi người. Xe giống như đang bay vậy. Wow, đang trên đỉnh núi nha mọi người, cong quẹo rất là đẹp ha. Trời, nó cong mà mình thấy sợ luôn, mà chồng mình cứ chạy xe hạ băng 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 150 km/h. Đây đã quẹo vô được cái exit rồi, chuẩn bị tìm thấy McDonald ha. Trong cái thành phố này rất là nhỏ luôn. Nói chung là giống như là mấy cửa hiệu mới đóng cửa hết vậy á. Xíu muội thì coi Google để chỉ đường cho ba ha, xíu muội giỏi. Đây, mày đã thấy McDonald rồi. Wow, mưa rất là lớn luôn mọi người. Không biết là tới đó có mưa không, hy vọng là không mưa ha. Đó, đồ ăn tới rồi. Đây, ông xã Mai thì ăn KFC, hay gà chiên KFC. Nãy là ghé vô mua KFC luôn. Con gái của Mai nó ngồi mà nó nghe mùi mà nó biết là mùi của KFC luôn á nha. Đúng là chuyên gia ăn gà chiên có khác ha. Giỏi dữ, xíu mùi. You're so good. Đây, cả nhà nhìn trời mưa tầm tã. Ông xã Mai nói là bất kể khi nào ông xã Mai đi vacation lúc nào cũng vậy nha. Ở bên mình á hả, không bao giờ mưa từ đầu mùa đến giờ luôn á. Rất là hiếm nước mà bây giờ đi vacation thì nó mưa vậy nè. Và cả nhà nhìn thấy chiếc mặt Mai hôm mây rất là đà là đà, rất là đẹp luôn hả. Xuống rất là thấp luôn à, hả? Nguyên cái mặt núi thì toàn là mây không à. Wow, bây giờ là nắng chói chang luôn mọi người. Phút nắng phút mưa ha, không biết được nào mà lần luôn đó. Nhưng mà nói chung nắng thì vẫn đỡ hơn là mưa. Wow, bây giờ nhà Mai đang tới một cái thị trấn nhỏ nhỏ ha, giống như miền núi vậy đó. Trời trời, không có sóng luôn mọi người, ở đây không có sóng điện thoại. Ôi trời, cái hiện tượng này lạ ghê mọi người ơi. Sao mặt trong toàn là mây đen không mà mặt trời thì ở phía trước mây đen ha. Ngộ ghê. Nhà cửa
cửa đây rất là đẹp mọi người, họ trồng cỏ quanh mọi nơi luôn ha, mình thấy cảnh rất là đẹp luôn. Mà ở đây gần biên giới Canada rồi nên mình thấy chỗ sâu sâu vùng sao á, đó mọi người thấy đẹp không? Đó, quanh Mai bây giờ toàn là farm không mọi người, nông trại, đây là nông trại Bắc ha, nông trại rộng lớn luôn. Giờ mình sẽ đi xuống một cái ngọn đồi rất là sâu, do đó thì tất cả các xe tải là trên 9 tấn ha đều phải ra khỏi cái đường này, họ nói là phải thoát ra khỏi con đường này, bởi con đường này là xuống một ngọn đồi rất là sâu, chắc là rất là đẹp. Để mình coi ra mình quay cho mọi người xem ha. Đây là một cái cây cầu rất là nhỏ ha. Đó, bởi vậy nhà gì? Và cái đoạn này rất là khúc cua, nó rất là gấp, thành ra là họ sợ chiếc xe tải không qua lọt với lại sẽ bị lật. Lại tới một cái thị trấn nhỏ khác, vào nhà thờ cổ rất đẹp ha. Đó. Bây giờ mình lại đi lên đồi tiếp, đẹp ghê nhưng mà trời buồn quá. Sống ở những nơi tiện nghi với quen rồi mọi người, những chỗ này chắc xin chịu không nổi. Đây mọi người, rất là nhiều cối xay gió ở đây ha mọi người ha. Wow, giống như là họ cối xay gió ở đây họ làm để tạo ra năng lượng cho cái khu vực này á. Chắc là tại cái khu vực này là miền quê nên họ tự sản xuất năng lượng mọi người ha. Đây rất là nhiều hệ thống cối xay gió luôn. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Ở đây mày thấy ngay đây luôn, có cái đám mây luôn nha. Mình ở trên đỉnh núi ở đây rất là đẹp. Mà nói chung là rất là buồn. Đây cả nhà ơi, Mai đang trên đường highway ha. Bây giờ đã chuyển hết con đường highway to hơn rồi, chuẩn bị qua tới Canada. Nhưng mà trời vẫn rất là mưa mù mịt ha. Đường nắng mưa liên tục. Wow, bây giờ lại nắng lên rồi mọi người ơi. Trời đỡ rồi ha. Cũng mưa nhưng mà cũng nắng lên rồi ha. Đây là thành phố Buffalo nè. Thành phố này nhìn cũng khá là bự ha. Sắp tới Canada rồi, chỉ còn có một mile nữa là tới Canada thôi. Follow the interstate for 2 miles. Đây là Peace Bridge, là cái đường, cái cầu rất là nhỏ để đi qua biên giới của Canada nè mọi người. Can you please turn up? Qua khỏi cái cầu này là mình sẽ qua tới Canada rồi. Wow, một hàng dài xe chờ kìa. Mai nghĩ là mình cũng phải chờ rất khá là lâu ha. Wow, mọi người thấy không? Đó, một hàng dài xe luôn. Oh, hell no. Đây xung quanh Mai rất là nhiều xe chờ ha. Đây cả nhà bây giờ đang rất là có nhu cầu đi vệ sinh, nhưng mà bây giờ xếp hàng như thế này thì không biết chừng nào mới tới được mọi người ha. Chị Gia Gia. Đây bây giờ thì ông xã Mai đang fill out cái form trong cái app ha. Mình phải điền, ví dụ hỏi mình là bạn có mang cái thẻ vaccine, mình phải chụp hình, upload cái hình vô trong cái app này. Upload cái số của cái passport hoặc là cái thẻ xanh ha. Thì nhà Mai thì có ông xã có passport, còn ba mẹ con Mai đi bằng thẻ xanh. Thì do đó là mình upload cái số vô, xong rồi upload cái thẻ vaccine, rồi phải chích lại vaccine gì, chích ngày nào, xong rồi upload cái hình vô. Xong rồi upload cái lịch trình của cái chuyến đi ngày hôm nay, hay mình ở đâu, mình đi mấy ngày gì đó. Rất là phức tạp. Đây mọi người, sau khi mà mình khai báo xong thì họ cho mình một cái code này nè. Đó, thấy chưa? Đó, thì mình dùng cái barcode đó để mình đi qua cái cửa này, là tất cả những cái thông tin là mình đã khai hết rồi. Rất là thuận tiện cho những cái người hải quan ở đây ha mọi người ha. Nghĩa là mình đã upload hết giấy tờ đầy đủ hết rồi. Chỉ 10 phút rồi mà sau lưng nhà mình xe vẫn còn hàng rất là dài ha. Xung quanh nhà mình cũng còn nè. Đó, nhà mình thì còn khoảng 3-4 chiếc nữa là tới nhà mình rồi. Nhà mình là chiếc thứ tư. Đây là lần đầu tiên mà Mai qua Canada nên cũng khá là hào hứng ha mọi người ha. Cũng không biết là Canada nhìn như thế nào, mà Mai bữa ở bên cái bờ của Mỹ thì mới thấy là rất là nhiều nhà hàng phở bên Canada ngon ha. Lần này phải qua ăn phở thử coi như thế nào ha. Thì tuần trước là bạn mình cũng có qua bên Niagara Falls này ha, cũng qua biên giới Canada luôn. Thì bạn mình nói là khi mà mình tới đó thì họ hỏi mình là có mang rượu trong xe hay không. Rồi hả, họ sẽ đi một vòng, họ kêu mình là kéo cửa sổ của kiến xe xuống và họ nhìn vào trong, họ đi một vòng họ xem á mọi người. Đây cái làng, cái hàng của nhà mình là số 13 ha mọi người. Nên ông xã mình ghẹo là nói trời ơi, mình đi số 13 là không có tốt, ở đó số 13 là số không có được may mắn ha.
đó, đây là cái cửa khẩu hải quan của Canada nè. Đây là hai bên là hai lá phong, đó là biểu tượng của nước Canada ha. Đây, hết cái xe này là tới xe nhà mình thôi mọi người ha. Đó. Có một điều là mỗi cái cửa này là họ đều có cái G đó mọi người, để riêng cái xe lên một bên, mình cũng không biết lý do là tại sao nữa. Đây, xe này đã tới rồi, mình tí thôi, tới phiên mình. Mình đã tới Canada rồi mọi người ha. Đó. Đó, lúc nãy thì qua cái anh đó hỏi là trong xe mình có rượu hay không, đúng y chang luôn. Hỏi là cũng không có coi cửa kính gì hết. Chỉ hỏi là có rượu hay không thì ông xã mình nói, ồ tụi tao chán quá, tụi tao không uống rượu. Gia đình mình không có uống rượu thiệt luôn á. Nói chung là sao mày hỏi là mình đi ở đây bao nhiêu ngày, nói là 4 ngày. Rồi hỏi nhà ở đâu, nói ở bên Mỹ thì ở chỗ nào. Rồi mày hỏi là mình đi rồi những cái gì mà mình mang theo thì mình phải mang về hết đúng không? Nói đúng, ok. Đây là quang cảnh Canada nha mọi người, hay cũng không có gì khác. Khoảng 20 phút nữa thì mình sẽ tới nhà hàng của khách sạn ha, thì mình đã có hẹn. Đây là nhà Canada nè mọi người, cũng đẹp lắm ha. Nhà cũng to lắm. Nhưng mà kiến trúc có vẻ cũng khác khác Mỹ một chút xíu ha. Cũng giúp. Đường rất là vắng mọi người. There's the Skyline Tower. Uh-huh. Cool. Đó, mày đã gần tới đó nha. We're getting closer, guys. Rất là vắng lẻ. What is this? Niagara Falls Đời. Convention Center. Mày đã gần tới đây rồi. Is this the hotel? Đây là cái khu vực mà khách sạn ở đây ha. Are you sure it's not right here? What the hell? Trước mặt mình là cái thác á. What is that? Nghĩ vậy đó. Wow. I don't see it. Wow, đây là thác nè mọi người. Wow, 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 wow. Whoa, whoa, whoa. I don't see it. Mia, what's that? Okay. Right there? Marriott Day. Tới rồi, đây là khách sạn Marriott nha mọi người. Đó. Đây là Marriott Four Views. Listen, I don't know where this place is, so I'm just going to stop in here. Xem được cái thác ha. And check in, okay? I'm looking too, but I should have brought my makeup. Đã tới khách sạn rồi. I looked at the end at 7:45. Đây, mày đã tới rồi mọi người. Thank you. Right? Not the spa. Thì cả gia đình Mai đi vô lộn mọi người, bây giờ mới là tới khách sạn đúng nè. Đây mới là khách sạn Marriott Four View nè. Đây là cái view ngay ngay khác luôn ha. Mình nhảy xuống rồi mình nhảy lên. Đây, nhảy xuống rồi nhảy lên, bây giờ đã tới đúng khách sạn rồi. Vừa mới tới luôn mọi người ha.